nghe tao khán giả có một căn video thăm mây bởi nhóm mùi tí ra nhóm bạn Randy Đà Đà. Ngày nay cứ nhóm nâng tư nghiệp bục ấy nà. Ngày nay nhóm nâng tư phân hôm cử lến. Lá phân hôm cử lến tặng ngó khán giả dân tặng ngó miền buôn làn. Trong đơn tham phân hôm cử lến là cái update hay sát mấy khá nhóm khóc tâm một đông này tặng ngó khán giả. Tên sập hiếp rưu gật tất tập hiếp mấy khá. Tên vơ bởi nhóm tặng khán giả. Let's go. Lỡ dương là ơn tư bọn thùng chân mình nè chi không mình nè chi khỏi nhóm chi khỏi mình pram nè mình hạp mình bị xa vương lại đang đặt slow mô mình cái thời cái nhiệm vụ cho kịp vậy ta là mau chơi đừng mau chơi nè nè không lấy tam đang ở khả nha thà nhóm thò rụp xa xa thì cái khá nâu phnom kì lên. Cái lén nơi nè, bên tắc hồ chè hay là dân tích đồn nè, đó nè đồn lại mùi ở quần nà nói gì không khó nè. Hello nè một không muốn bao nhiêu mà bị nôn cả lên mà nhà tây nhà chán nhất nè đặt cái bông cam cái bông bông đi ngon chặt hao món